Vừa qua có một buổi biểu diễn giao hưởng đặc biệt tại Đại sứ quán Thụy Sĩ để tôn vinh một nhạc sĩ người Việt, người nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận được danh hiệu cao quý, Giải thưởng Văn hóa Di sản 2009. Đây là một trong những giải thưởng có uy tín hàng đầu ở Thụy Sĩ, trao tặng cho những cá nhân có cống hiến xuất sắc cho nền văn hóa thế giới. Nhạc sĩ nhận được sự vinh danh trang trọng ấy là Nguyễn Văn Quỳ, là người từ lâu đã được bạn bè quốc tế gọi bằng xưng danh đầy yêu mến, Beethoven của Việt Nam. Đối lập với những hào quang ấy, cuộc sống của người nhạc sĩ đã gần 90 tuổi rất giản dị. Nguyễn Văn Quỳ đang sống trong một ngôi nhà cổ trên phố Nguyễn Quang Bích, một con phố nhỏ nằm tĩnh lặng trong lòng phố cổ Hà Nội. Cũng giống như phố, như căn nhà mà ông đang sống, cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Quỳ thật yên bình và thanh thản. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội với những ồn ào và lặng lẽ, với những cũ và mới, với những vui và buồn, cũng phức tạp mà sâu sắc tựa như một bản sonat, đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc Nguyễn Văn Quỳ sáng tác. Trong trái tim nhân hậu của mình, người nhạc sĩ đã cảm nhận Hà Nội ở một góc nhìn riêng. Tôi là người gốc của Hà Nội, mà tất cả cái sự thay đổi của Hà Nội thì tôi đều được chứng kiến hết. Sự thay đổi về cảnh vật, về con người. Và có những cái nó ảnh hưởng đến tôi rất mạnh, nhất là về con người Hà Nội. Cả 9 bản sonat của nhạc sĩ đều được viết riêng cho vĩ cầm và dương cầm. Ông coi vĩ cầm là vua của các loại nhạc cụ, bởi nó có khả năng diễn đạt được tất cả các cung bậc tình cảm, từ sự rung động mơ màng đến những tình cảm thiết tha nhất, sôi nổi nhất. Trong các bản sonat của mình, Nguyễn Văn Quỳ đã để cho vĩ cầm và dương cầm đối thoại với nhau, cùng nhau thúc đẩy tác phẩm phát triển. Bằng một sự đồng cảm sâu sắc, nhạc sĩ Thụy Kha đã nhận ra, với tư cách là một chứng nhân, bằng tác phẩm của mình, ông đã cất lên tự đáy lòng chân thật nỗi trăn trở của một thời, nỗi trăn trở của dân tộc và cả nhân loại. Và vì thế, nó cứ lan tỏa mãi trong thế giới loài người. Khi một bản giao hưởng ngân lên, người ta chỉ còn biết đến những dòng âm thanh đang chuyển động, không bị giới hạn bởi ngôn ngữ, khí nhạc, đến với trái tim bằng một ngôn ngữ riêng, trừu tượng nhưng lại tạo được sự đồng cảm sâu sắc. Những bản sonat của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã làm được điều đặc biệt đó. Đấy cũng là lý do khiến đạo diễn Việt Kiều Tiana Thanh Nga muốn tìm đến để ghi lại chân dung về người nhạc sĩ đã gần 90 này. Cái nhạc này là cái nhạc cho chúng ta, cái nhạc cho bất cứ mình là ai, mình đã sanh đẻ ở đâu, sống ở đâu, mình nghe nhạc này, mình cũng có cái sự hiểu biết thêm và con người. Một cuộc đời trọn vẹn, cống hiến cho âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ chỉ trăn trở một điều, làm sao để nâng cao hơn nữa trình độ thưởng thức âm nhạc của người Việt. Bởi với ông, âm nhạc đích thực có sức mạnh cảm hóa và thanh lọc tâm hồn con người. Nếu nghe được một bản nhạc hay, người ta sẽ thấy tâm hồn mình đẹp hơn và biết cách sống nhân ái hơn.